Chương trình truyền hình quân khu 7 kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi chương trình. Kim tự tháp của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh xin hân hạnh gặp lại quý vị khán giả với người dẫn chương trình, diễn viên điện ảnh Duy Bảo. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Kim tự tháp của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, vị khách mời đầu tiên mà chúng ta gặp gỡ trong chương trình ngày hôm nay đó là nữ diễn viên Thanh Mai. Chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Kim tự tháp. Chào anh Chi Bảo. Xin chào Thanh Mai. Hôm nay trông khỏe khoắn quá ha. Vâng, chuẩn bị tinh thần để có thể mà bước vào phòng thi rất là cam go. Để leo lên đỉnh Kim tự tháp phải không ạ? Hy vọng như vậy. Mỗi ngày thì đều thấy Thanh Mai cả trong chương trình Sống Mới từ thứ hai cho đến thứ bảy, chủ nhật, vân vân, tất cả các ngày trong tuần. Như vậy là Thanh Mai dành rất nhiều thời gian cho chương trình Sự Sống Mới. Đúng, và ngày nào Mai cũng quay. Nhưng mà Mai cũng không có thời gian để có thể gặp anh Chi Bảo, mà cũng gặp anh Chi Bảo trên TV cũng từ thứ hai, thứ ba, thứ năm đến thứ bảy, chủ nhật, phải không ạ? Thôi thì xem qua TV vậy, phải không ạ? Nhưng mà hôm nay là có dịp chúng ta cùng gặp nhau rồi. Hy vọng anh Bảo với cái cương vị mà người dẫn chương trình thì hơi nương tay cho Mai không có xíu. Giúp được gì đâu, ai cũng tới dặn dò vậy á, nhưng mà không có giúp được ai hết trơn rồi á. Trên đây là tự lực mà leo thôi, leo được tới đỉnh nào là hay đỉnh đó thôi. Giờ thì cố gắng vậy. Nhưng mà tôi nghĩ thấy Mai có chuẩn bị kỹ càng như vậy chắc là leo tới cao lắm á. Còn ráng cố gắng lên tới đỉnh Kim tự tháp nha. Vâng, cảm ơn anh Bảo. Thanh Mai có biết người đồng đội đầu tiên của Thanh Mai ngày hôm nay là ai không ạ? Đó là bạn Đoàn Phú. Vâng, chào anh Phú. Bây giờ Thanh Mai hãy đến làm quen với Đoàn Phú đi. Dạ. Xin chào Phú. Chào chị. Dạ, Phú hiện giờ đang làm ở đâu vậy? Phú đang làm ở báo Người Lao Động. Như vậy là dân báo chí là rất là giỏi, rất là nhiều thông tin nên hy vọng là một cái người làm việc chung với Mai sẽ đỡ được cho chúng mình rất nhiều, phải không ạ? Hy vọng vậy. Mai chắc cũng yên tâm ha. Đây có vận động viên chuẩn bị sẵn sàng rồi, cứ thế mà leo thôi. Thưa quý vị và các bạn, và vị khách mời thứ hai đó là nam diễn viên Trung Dũng. Trung Dũng xin chào tất cả quý vị và các bạn đang xem chương trình Kim tự tháp. Xin chào. Sao mà hai người có một người chuẩn bị kỹ càng để leo, còn người nguyên thì coi như không có chuẩn bị gì hết à? Nói chung là mình rất là vui được tham gia chương trình này, và tới đây thì quần tay áo sơ mi đơn giản thôi. Trung Dũng và Thanh Mai là hai hướng dẫn người dẫn chương trình rất là ăn ý với nhau, và trong suốt thời gian vừa qua và từ chương trình Sức Sống Mới một năm Dũng rồi, có thể cho chúng tôi biết là công việc của bạn như thế nào? Bạn có gặp điều gì thuận lợi và khó khăn khi làm việc với Thanh Mai, nói cho tôi nghe. Chắc có lẽ là nói khó khăn trước đi. Khó khăn là kể tội hôm nay là dịp để bạn kể tội, có nhiều tội bạn chứ. Khó khăn là không biết làm sao khi mà chương trình kết thúc thì không biết là lúc đó Dũng và Mai không biết có nhớ nhau hay không. Nhưng mà thực ra thì là Dũng và Mai gặp nhau hàng ngày giống như là còn nhiều hơn là gặp người thân trong gia đình nữa. Tại vì sáng 6 giờ hai đứa phải có ở mặt ở phim trường rồi, và 12 giờ thì mới về, nhiều khi thì phải làm tới chiều luôn. Thì cứ tháng ngày này qua tháng nọ cứ luân phiên như thế, và cứ tiếp tục và được một năm rồi. Coi như là mà bữa nào thứ bảy chủ nhật mà không gặp nhau nhớ. Nói chung là cái tình cảm nó gắn bó, nó thân thiết với nhau rồi, thiếu nhau xa nhau cũng thấy nhớ đúng không? nhớ tại vì nhớ vì sao nhớ để hai đứa cự lộn á. Nhưng mà hôm nay đó, ngay cả chương trình của chúng tôi cũng không có dám mời một người, phải mời hai người đi. Nhiều khi mời một người đi người kia không được mời, nhiều khi phiền lòng. Cảm ơn Trung Dũng đến với chương trình của chúng tôi, và xin giới thiệu với bạn người đồng đội đầu tiên đó là bạn Hồng Chuyên. Bây giờ Dũng hãy đến làm quen với bạn ấy đi. Xin chào em. Hôm nay thì rất là vui được gặp em, và hy vọng là anh em mình sẽ hợp tác rất là ăn ý nha. Dạ, em cũng cảm thấy rất vui ạ. Xin mời em ngồi. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Kim tự tháp có tất cả là 4 vòng thi, bao gồm 2 vòng thi khám phá Kim tự tháp và 2 vòng thi chinh phục Kim tự tháp. Chương trình của chúng ta được sự tài trợ của thẻ Vietcombank MTV Debit Card. Và bây giờ vòng thi đầu tiên xin phép được bắt đầu. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi đầu tiên của chương trình mang tên Khám phá Kim tự tháp. Ở vòng thi này chúng ta có 6 chủ đề. Sau đây là nội dung của 6 chủ đề. Thu vàng. Mãi mãi bên người.
Tối thượng. Nói vòng tay lớn. Cộng đồng xã hội. Và chủ đề cuối cùng là chủ đề bầu ơi thương lấy bí cùng. Trước khi hai đội bước vào từng chủ đề, tôi xin nói qua một số quy định của trò chơi này như sau. Người gợi ý sẽ ngồi trước màn hình vi tính, các đáp án lần lượt được thể hiện. Người gợi ý dùng những từ ngữ, lời nói hay bất cứ hành động nào để diễn đạt cho người đối diện có thể hiểu từ mà bạn muốn nói. Xin lưu ý tất cả sự diễn đạt này không được có từ nào trùng với từ có trong đáp án. Nếu vi phạm, chúng ta sẽ nghe một tín hiệu và sẽ không được tính điểm cho đáp án này. Các bạn có khoảng thời gian là 30 giây để diễn đạt tất cả 7 câu hỏi. Mỗi một câu trả lời đúng, các bạn được một điểm. Một điểm tương đương giá trị tiền thưởng là 100.000 đồng. Sau đây xin được mời bạn Thanh Mai được ưu tiên chọn một trong 6 chủ đề đầu tiên. Thanh Mai chọn chủ đề là bầu ơi thương lấy bí cùng. Chủ đề bầu ơi thương lấy bí cùng. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những điều liên quan đến công tác từ thiện. Những điều gì bạn cho là liên quan đến công tác từ thiện ạ? Chẳng hạn như là cứu trợ nè, xóa đói làm nghèo nè, xây nhà tình nghĩa, tình thương. Tình thương. Rồi lớp học tình thương. Lớp học tình thương. Dạ. Yeah. Nhưng mà quan trọng là làm cách nào để diễn đạt được những từ đó để cho bạn Đoàn Phú biết được. Chúng ta có 30 giây. 30 giây. Bắt đầu. Nơi mà chúng ta bỏ tiền vào. Quỹ từ thiện. Một chữ thôi, chữ đầu tiên. Quỹ. Đúng. Chữ thập như vậy. Trong đáp án. Giúp cho người mà không có giàu có. Cứu trợ. Giúp cho những người mà không có giàu có thoát từ cái cảnh đó. Từ thiện. Bỏ, cho qua. Xây cái nơi mà cho người ta ở. Nhà tình thương. Cái chữ cuối cùng. Nhà tình thương thì cũng được, nhưng mà đã chính xác phải nói là nhà tình nghĩa. Còn giúp cho người có hoàn cảnh khó khăn gọi là xóa đói, giảm nghèo. Phải không ạ? Mời đợi bạn Trung Dũng. Dạ, em xin chào chủ đề mãi mãi bên người. Mãi mãi bên người. Bên ai đây ạ? Gợi ý của chủ đề này như sau. Những điều liên quan tới khu di tích Lăng Bác. Chúng ta có 30 giây. 30 giây. Bắt đầu. Phía trước để mà cho nó xum xuê bóng mát. Cây cối. Cây. Quảng trường. Cái khu ở trước để trồng. Cái khu trước sân. Bỏ qua. Bác hay thả gì xuống ở phía trước nhà? Ao cá. Đúng. Lũy gì? Tre. Đúng. Bác Hồ ở trên cái nhà bằng gỗ. Đúng. Nước ngoài tới thăm. Viếng. Không. Viếng Lăng Bác. Không, tới ngôi nhà đó gọi là cái gì? Thăm viếng, bỏ qua. Qua. Gọi là du khách, khách nước ngoài tới thăm Lăng Bác hoặc là đến với Việt Nam thì gọi là du khách. Và hôm nay chúng ta có rất là nhiều chủ đề nói về Bác Hồ. Bởi vì chúng ta sắp kỷ niệm ngày 2 tháng 9, đó ngày Quốc khánh nước Việt Nam. Chủ đề này dành cho đội bạn Thanh Mai, bạn chọn chủ đề nào? Em chọn Thu Vàng. Thu Vàng. Và đây là chủ đề có điểm thưởng. Bạn biết là cần phải làm gì để đạt điểm thưởng này phải không ạ? 30 giây cố gắng trả lời hết tất cả 7 câu hỏi. Và nên nhớ, trong những gợi ý của chúng ta nên tránh những từ có trong đáp án. Gợi ý của chủ đề này như sau. Những điều liên quan đến ngày Quốc khánh Việt Nam. Ví dụ, những điều gì ạ? 2/9 à? 2/9. 2/9 là ngày bản tuyên ngôn. Bản tuyên ngôn, rồi năm. Năm rồi... 45. 1945. Rồi gì nữa? Quảng trường Ba Đình. Quảng trường Ba Đình, rồi Bác Hồ. Dinh Độc Lập. Dinh Độc Lập. Quá đủ rồi phải không ạ? Ủa sao có Dinh Độc Lập trong đó nữa? Chúng ta có 30 giây. Cố nha. 30 giây. Bắt đầu. Bác đọc cái gì? Tuyên ngôn độc lập. Ok. Nơi bác đọc. Còn trên Ba Đình. Bỏ hai chữ đầu. Ba Đình. Ok. Mình hãy hát gì vào ngày thứ hai đầu tuần? Chào cờ. Không. Ca. Ok. Cái năm mà... 45. Nói thêm. 1945. Ok. Ngày Quốc khánh. 29. Ok. Mình rất là vui vẻ vì đã cưới được một người. Hả? Vui vẻ vừa cưới được một người. Đám cưới. Vui vẻ gì bạn?
Vì đã cưới được một người. À, cưới được một người, vui vẻ vì cưới được một người là hạnh phúc. Bây giờ chủ đề tiếp theo dành cho đội bạn Trung Dũng. À, Dũng xin chọn cộng đồng xã hội. Chủ đề cộng đồng xã hội, gợi ý của chủ đề này như sau. Những từ có chữ dân. Dân sinh, dân chủ, dân tộc. Dân dân, dân tộc. Dân cư. Dân trí, dân cư, dân dân. Tức là trong đáp án của chúng ta phải có một từ là chữ dân, có thể đứng trước hoặc là đứng sau. Bạn lưu ý, các bạn lưu ý điều này. Chúng ta có 30 giây. 30 giây, bắt đầu. Cộng đồng nhiều người gọi là gì? Dân cư. Nhiều người, 54 gì? À, dân tộc. À, người mà đến cư trú thì gọi là gì? Bỏ qua. À, đem độc lập về cho ra nhiều dân người. Dân tộc. Không, đem độc lập về cho nhiều người cái gì lao động? À, nhân dân. À, 80 triệu người gọi là gì? Dân số. À, cái đội mà bảo vệ cho ở khu phố. Dân phòng. À, người làm ruộng. Dân nông dân. Người làm ruộng là dân, cuối cùng là dân. dân là dân, vậy thôi. Đúng không ạ? Nông dân. Nông dân. Là chúng ta không còn thời gian và làm điều đó làm cho bạn Trung Dũng rất là lúng túng. Chúng ta đã trải qua 4 chủ đề, số điểm hiện nay của hai đội là ngang nhau 6 điểm, chúc mừng cả hai đội. Như vậy là chủ đề tiếp theo dành cho đội bạn Trung Dũng, bởi vì đội của bạn làm cho số điểm của hai đội ngang nhau. Một trong hai chủ đề còn lại sẽ thuộc về đội bạn. Anh nghĩ. Xin chào chủ đề nối vòng tay lớn. Chủ đề nối vòng tay lớn, gợi ý của chủ đề này chính là tên các tỉnh và thành phố bắt đầu bằng chữ H, tức chữ H. Hải Phòng nha anh, thành phố Hoa Phượng, Hà Nội. Tức là đáp án của chúng ta, tức là tên của tỉnh bánh và thành phố phải bắt đầu bằng chữ H. Các bạn lưu ý điều này. Chúng ta có 30 giây, 30 giây, bắt đầu. Thủ đô. Hà Nội. Hoa Phượng Đỏ. Hải Phòng. Đúng. Bánh gai rồi, bánh Hải sách Dương, đậu xanh. Hải Dương. Đúng. Qua. Ở qua. Em gái. Sông nước. Miền sông nước. Sông nước. Bỏ qua. Qua. Quê Bắc Hương, Bắc Hồ. Nghệ An. Em gái xin lỗi. Nói em gái Hà Tĩnh, cô gái Hà Tĩnh, cô gái Hậu Giang này phải không? Xin lỗi em. Chủ đề cuối cùng là tối thượng. Chủ đề này dành cho đội bạn Thanh Mai. Người cao nhất, cao nhất. Chủ tịch. Ba chữ. Chủ tịch nước. Đúng rồi. Về đảng. Cao nhất đảng. Bí thư đảng. Cái gì đó, tổng quát. Tổng bí thư. Rồi, cái người mà điều hành mọi chuyện, coi như là điều hành mọi chuyện. Có ba người cao nhất. Đúng, bỏ qua. Dân biểu vào trong đó. Cử tri. Người cứ cao. Đại biểu đại biểu quốc hội. Có cái chữ cao nhất á. Chủ tịch. Đúng rồi. Cứ nêu tên ra phải cho nó dễ hơn không? Đúng rồi, chủ tịch Nguyễn Văn An chẳng hạn đấy. Cứ nêu tên ra cho nó dễ dàng. Ví dụ như là đồng chí Lê Khả Phiêu. Lê Khả Phiêu. Tổng bí thư. Đồng chí mà diễn tả chỉ cho mệt mỏi vậy phải không ạ? Các bạn thân mến, chúng ta đã trải qua 6 chủ đề của vòng thi đầu tiên và số điểm hiện nay của hai đội là 9 điểm. Xin chúc mừng cả hai đội. Như vậy là để xác định xem đội nào sẽ tiếp tục bước vào vòng thi thứ hai, các bạn phải trải qua một phần thi phụ. Chúng ta có hai chủ đề gồm có chữ U và chữ Ư. Sau đây xin mời đội bạn Thanh Mai được ưu tiên chọn một trong hai chủ đề đó. Các bạn chọn chủ đề nào? Mình chọn chữ U. Chữ U. Điều này có nghĩa là trong đáp án của chúng ta có từ đầu tiên là chữ U. Các bạn có 30 giây. 30 giây. Bắt đầu. Uống. Quang. Ủng. Úp. Qua. Trái cây. Úng. Hoài công. Hoài cây. Hoài công. Uổng. Uổng. Uổng thêm, công. Thêm chữ nữa. Uổng công sức. Qua. Là. Ủi. Bệnh gì mà. Bệnh gì mà khó chữa hoặc chữa không được. Đó là ung thư. Và chủ đề tiếp theo là chữ Ư. Chủ đề này dành cho đội bạn Trung Dũng. Đáp án của chúng ta phải có chữ đầu tiên là chữ Ư.
Chúng ta có 30 giây. 30 giây bắt đầu. À, chim gì? Chim mén. Một chữ. Chim ưng. À, xác gì? Ai Cập. Ai Cập. À, xác gì? Ai Cập. Chính giữa. À, bỏ. Bỏ qua. À, à, điểm tốt thì gọi là ưu điểm. À, ưu tú. Không bỏ. À, khoan. À, cá thì để lâu thì bị gì? Ương. À, mình bỏ giày vô thì gọi là gì? Ổn. Không phải xỏ chân vào giày á. Dớt. À, không phải. Bỏ qua. À, bỏ qua. À, ngực đưa ra. Ưỡn. Các bạn vừa trải qua phần thi phụ, số điểm hiện nay của hai đội như sau: đội của bạn Trung Dũng được 2 điểm và đội bạn Thanh Mai 4 điểm, tiếp tục bước vào vòng thi thứ hai. Hôm nay là phần thi thứ hai rất là gay go. Mời hai bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng thi thứ hai mang tên chinh phục kim tự tháp. Chúc mừng bạn Thanh Mai, và cuối cùng bạn cũng đã được ngồi vào chiếc ghế đen đó, êm ái hơn ngồi trên kia nhiều phải không ạ? Và hiện nay cảm giác của bạn như thế nào ạ? Có thoải mái hay không? Hơi. Là dùng, chỉ dùng từ hoặc cụm từ để liệt kê mà thôi. Tai của bạn sẽ đi giữ vào đây. Nãy anh bảo nói ngồi ghế này êm ái nhưng mà thêm cái chữ là căng thẳng nữa. Đúng rồi, yeah. Bởi vì vòng này các bạn sẽ đạt được một số điểm rất cao nếu các bạn trả lời chính xác. Để tai vô đây nhé, để cho tránh vi phạm nội quy không được dùng tai để diễn tả. Chúng ta có tất cả là 6 chủ đề, thứ tự trả lời từ trái sang phải, từ dưới lên trên. Nếu chủ đề nào khó, chúng ta nói cho qua, thì khi còn thời gian, chúng ta hãy quay lại để tiếp tục trả lời. Có tất cả là 60 giây để trả lời đúng 6 chủ đề. Trong trường hợp đó, các bạn sẽ được tổng số điểm thưởng sẽ là 5.000 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 5 triệu đồng. Bây giờ chúng ta sẵn sàng chưa? Chúc hai bạn thành công. Các bạn có 60 giây. 60 giây, bắt đầu. Một, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5. Họp, rồi ngồi với nhau. Hội nghị. Dạ. À, học, Võ Nguyên Giáp. Tướng. Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng. Bà danh Chuyện. Nhân lịch. Danh nhân. Lịch sử. Dạ, yeah, nhưng mà học về Hai Bà Trưng, học về Hai Bà lịch sử. Bóng đá, tennis, thể thao. Rất là đông. Nhiều, nhiều bóng đá. Các bộ môn thể thao. Cho qua, cho qua, cho qua. Chia đôi, cột mốc, hai nước. Phân tranh. Một chữ khác nữa cũng giống như vậy. Phân tranh, chia cắt. Đến thăm. Ô, không hiểu cái này mới. Bây giờ thì hiểu chưa? Chỉ được phép dùng từ hoặc cụm từ đã nói rất rõ. Những lời nào bạn nói ra đó là bằng chứng chống lại bạn. Đúng không? Không được dùng bất cứ câu nào để gợi ý. Những lời mình nói chỉ là một từ hoặc cụm từ, là danh từ. Ví dụ như là Đại hội thể dục thể thao. Nó gồm có rất là nhiều môn thể thao. Ví dụ như là bóng đá nè, điền kinh nè, bóng rổ nè, rồi đua xe đạp nè, đó là đại hội thể dục thể thao. Còn lịch sử, môn lịch sử, ví dụ như là chống Nguyên Mông nè, đúng không ạ? Rồi cọc Bạch Đằng nè, đó. Chứ là chúng ta liệt kê những danh từ ra thì tưởng chỉ đó là những danh nhân thôi, những là những danh tướng thôi, cũng không đúng lắm. Tức là dùng từ, danh từ, tính từ để liệt kê mà thôi. Bây giờ hiểu rồi phải không? Hiểu rồi chưa? Được chơi lại không ạ? Các bạn đã ghi được số điểm là 300 điểm, tương ứng giá trị tiền thưởng là 300.000 đồng. Chúc mừng hai bạn. Vẫn còn cơ hội để chúng ta tiếp tục bước vào vòng thi nữa nếu các bạn chiến thắng ở vòng thi thứ hai. Chào mừng quý vị và các bạn đến với lần thi thứ hai của phần thi khám phá kim tự tháp. Ở phần thi này có 6 chủ đề. Sau đây là nội dung của 6 chủ đề. Cánh diều vàng. Về nguồn. Giai điệu tổ quốc. Thương về miền Trung. Xã hội. Và chủ đề cuối cùng, huy chương vàng. Tất cả những quy định ở vòng thi này vẫn không có gì thay đổi so với vòng thi trước kia. Tuy nhiên các thành viên của hai đội đã hoán đổi vị trí cho nhau. Bạn Hồng Chuyên lúc này là một thành viên mới của đội bạn Thanh Mai. Và bạn Đoàn Phú lúc này là một đồng đội mới của đội bạn Trung Dũng.
chúc cho sự hoán đổi vị trí này mang lại cho các bạn một kết quả khả quan hơn. Và tương tự như ở vòng thi đầu tiên, vẫn dành quyền ưu tiên cho bạn Thanh Mai. Cánh diều vàng. Cánh diều vàng. Chủ đề cánh diều vàng, gợi ý của chủ đề này như sau: các bộ phim Việt Nam nổi tiếng. Các bộ phim Việt Nam nổi tiếng. Chúng ta có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Thúy An, Lâm Tới, Xuồng, Bụng. Phim lâu lắm rồi. Chú Một Dòng Sông. Đầu tiên cánh đồng hoang. Đúng. Có đặt giải cao nhất. Cánh diều vàng. Hồng Ánh, Mai Hoa. Đúng. Phim gì? Đồi Cát. Đúng. Có Trương Ngọc Ánh. Vừa đặt Trương Ngọc Ánh. Bay Dần. Áo Lụa Hà Đông. Đúng. Rất tiếc là do chúng ta mất nhiều thời gian vào những đáp án đó. Nếu mà chúng ta cảm thấy khi khó khăn, chúng ta có thể cho qua, biết đâu có những đáp án rất là dễ phía sau. Chúng ta đến với lại chủ đề tiếp theo, chủ đề này dành cho đội bạn Trung Dũng. Dũng xin chọn Thương Về Miền Trung. Thương Về Miền Trung, gợi ý của chủ đề này như sau: các tỉnh và thành phố ở miền Trung Việt Nam. Cho nên các bạn chỉ hết sức chú ý các tỉnh thuộc về miền Trung mà thôi. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Cố Đô. Huế. Đúng. Võ. Bình Định. Đúng. Bánh bánh đắc. Quảng Ngãi. Quảng Nam. Bình. Bỏ qua. Tiếp. Quảng Trị. Đúng. Xứ. Xứ Nghệ. Nghệ An. Đúng. Qua. Qua luôn. Kế Nha Trang. Thanh quá, Nghệ An gì qua hết luôn rồi, phải không? Đà Nẵng. Đà Nẵng có đèo Hải Vân, phải không? Có đèo Hải Vân hay là có hầm Hải Vân. Chúng ta đã trải qua hai chủ đề. Chủ đề tiếp theo dành cho đội bạn Thanh Mai. Ở chủ đề này thì bạn Hồng Chuyên sẽ là người gợi. Mời các bạn chọn chủ đề. Dạ, đội em chọn chủ đề Về Nguồn. Chủ đề Về Nguồn, gợi ý của chủ đề này như sau: những nơi, những nhân vật liên quan đến Bác Hồ. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Trường gì ở Huế? Dục Thanh. Hai chữ ở Huế. Bỏ qua. Bác Hồ dạy học mới nói. 48. Mới nói trường hồi nãy. Dục Thanh. Ra đi tìm được uống nước ở. Ba chữ. Bế Bạch Đằng. Nói lại đi chị. Ra Bạch đi Đằng. Tìm được cứu nước ở đâu? Bác Hồ á. Ra đi tìm được cứu nước ở đâu? Hồ Chí Minh. Bỏ qua. Các bác thì với ai? Lenin. Bác Hồ khi ra đi có tên là gì? Anh Ba. Xin chúc mừng các bạn. Mời đội bạn Trung Dũng chọn chủ đề. Chọn chủ đề xã hội. Chủ đề xã hội. Gợi ý của chủ đề này như sau: những tên gọi theo cấp độ phân vùng trong xã hội. Ví dụ như là thị trấn nè, xã nè, thôn nè, xóm nè, làng nè. Ví dụ vậy. Chúng ta có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Hà Nội là quận. Không. Thành phố. Thủ đô. Okay. Tỉnh. Hồ Chí Minh. Thành phố. Đúng. Qua. Tân Bình, Bình Tân. Tỉnh. Tân Bình, Bình Tân, Bình Thạnh. Quận. Dưới quận. Phường. Dưới phường. Xã. Dưới nữa. Các bạn đã trải qua 4 chủ đề. Số điểm hiện nay của hai đội như sau: đội của bạn Thanh Mai 6 điểm và đội của bạn Trung Dũng 8 điểm. Chúc mừng cả hai đội. Chủ đề tiếp theo dành cho đội bạn Thanh Mai. Dạ, đội em chọn giai điệu Tổ quốc. Chủ đề giai điệu Tổ quốc, gợi ý của chủ đề này như sau: các bài hát ca ngợi quê hương đất nước. Các bạn có 30 giây. 30 giây bắt đầu. Bỏ qua. Hà Nội ơi.
tôi đi đâu về em đợi mà tóc đời mê em vui em trời nghĩ gì vui thế. Bỏ qua cố đô Huế tôi đi của tôi thương về miền Trung Huế mà yêu khác với yêu là gì? Huế thương đúng. Quê bỏ tới bỏ qua đi chị. Ai đứng như bóng dừa có phải người còn đó là con gái của Bến Tre phải không? Dáng đứng Bến Tre. Rất tiếc là Thanh Mai chưa hát được bài hát đó vì không còn thời gian nữa. Như vậy thì chủ đề cuối cùng là chủ đề dành cho đội bạn Trung Dũng huy chương vàng. Các bạn đã may mắn có được chủ đề này nếu các bạn trả lời đúng hết tất cả 7 câu hỏi trong khoảng thời gian 30 giây. Gợi ý của chủ đề này như sau: những môn thể thao mang về vinh quang cho Việt Nam. Quá dễ đúng không ạ? Chúng ta có 30 giây bắt đầu. Bắn súng đúng. Đâu bốc không bốc tiền giật xuống qua đối vật không qua chạy điền kinh đúng. Bàn cờ cờ tướng.